Em xin chào tất cả các bác. Chào mừng tất cả các bác đã quay trở lại với kênh Bonsai Kiro. Các bác ơi, hôm nay em lại tiếp tục giao lưu một số cây hải châu xăm trái mini. Trước mắt các bác là một cây hải châu. Con này đã thành phẩm rồi nha các bác. Chi tàng rất là mịn rồi nha. Đó. Con này đang cho nụ rất là nhiều, gì đẹp luôn. Sắp bung bông hết rồi. Chậm thôi nha, đó chậm cho bác xem, đó thấy chưa? Con này là chi cần nó đã gì kích rồi nha các bác, chi cần nó hoàn thiện hết rồi, đó thấy chưa? Con này rất quái coi nha, đó, quay đúng không? Chưa, trực rửa chưa? Rào cái đó, thấy chưa? Các bác xem video hôm nay cảm thấy yêu thích thì cho em một like nha. Và đừng quên đăng ký kênh để theo dõi, để giao lưu những cái con bonsai yêu thích cho mình. Đó. Đâu. Kiểm tra thông số cái chậu nha. Đó, đường kính của chậu là 33. Dài 33. Rộng là 20. 33 x 20 nha. Đó. Ở đây là vô chậu chữ nhật. Chữ nhật. Chậu chủ nhật là chiều cao của chậu là 18. Đó. Đó. Đó, vành đế đó. Đế của nó tầm khoảng 42 nha các bác. Đế 42 nha. Chiều cao của coi là 48. Chiều cao 448 nha. Rồi, chiều rộng của tàng, chiều dài của tàng này là 45. Đó. Rồi đang cho nụ là rễ luôn nha các bác. Rực rỡ luôn. Đó. Rồi. Kính coi luôn. Coi đang là khó chơi rồi nha. Ở đây vừa nó bung bông đồng cái là thôi rực rỡ luôn. Thấy chưa? Bung bông rất là gì. Chưa bung bông nữa hết nha. Đó. Các thấy không? Thằng coi thì collect uống được. Rất là nghèo nha. Đó, các thấy không? Rồi nó ra được bông trên cái thằng coi luôn này các bác đó. Còn già nó bánh nụ rồi. Đó. Bánh nụ ra đây nữa này. Bánh nụ ra từ trong cái thân đó, thấy không? Rồi, coi này giao lưu với các bác là giá là 2 triệu. Giá 2 triệu nha, chưa bao gồm phí ship. Đó. Một bài hải châu đang cho nụ rất là nhiều. Coi này giá 2 triệu, coi số 1 giá 2 triệu nha. Chưa bao gồm phí ship. Đó, các bác nào hợp nhãn thì liên hệ cho em. Qua số điện thoại là 0965 773 818 hoặc kết bạn Zalo nha. Để trao đổi. Rồi, xuống dọc. Dạ. Rồi tiếp tục tác phẩm số 2. Phẩm này là xăm trái. Thấy chưa? Con này được vô một cái chậu me. Phẩm này là chậu vuông. Ở đây có một cái khay để hứng nước rồi nha, để bàn này, ở đây để bàn. Tưới nước khỏi chị ra. Con này có đường thân rất là quái dị nha, đó các bác thấy không? Đó, bác nhìn kỹ nha. Đây này, một thằng đưa rễ xuống đây. Cái thằng này quẹo lách ra đây. Đâm rễ nó tiếp tục. Con này là người chú là để ra trên bàn, để trong nhà nên coi nó hơi rập. Lá nó không sung lắm nhưng mà nó đang còn trái anh coi nha các bác. Về dù dòi uống éo để chỗ đâu quanh đánh là coi nó sẽ sung. Từ tốt lại thôi. Không ăn thua gì hết. Con này còn trái anh coi nha. Chiều cao của coi là chưa tới một gang tay thôi. Đó. Chiều dài của tán nó bay ra đây là khoảng 35, 40 gì đó. Nhớ. Thần nó là tầm khoảng như ngón tay cái thôi, không to lắm. Nghệ thuật collect. Đó. Còn trái anh coi này, nó mới chùm trái này. Đây đây. Đó, một chùm. Hai chùm. Ba chùm. Đấy đó,
Trái rất to nha, siêu to cũng luôn nha. Đó, trái này này rất quá dữ nha. Rồi, con này em giao lưu cho các bác là giá 450k. Rồi, các bác nào có thích thì liên hệ cho em. Rồi, hôm nay em giao lưu hai tác phẩm nha. Rồi, hẹn gặp các bác trong video tiếp theo. Rồi, tất lập còi rất là nghệ thuật. Rồi, video đây kết thúc. Tất lập nhanh chập. Rồi.